Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream của chúng tôi ngày hôm nay. Thì hiện tại thì mình đã có mặt tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát ở cơ sở 3 số 871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Thì kế bên mình là một em khách hàng rất là dễ thương. Hôm nay thì cũng được biết là em tới đây để sử dụng dịch vụ là phẫu thuật nâng ngực. Thì mình cùng nhau hỏi thăm sức khỏe của em cũng như là tâm lý của em trước khi mà mình vào phẫu thuật nhé. Anh chào em. Thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình như là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và tới từ đâu không? Dạ, em tên là Đào. Em sinh năm 92, 29 tuổi. Em đến từ Vũng Tàu. À, em đến từ Vũng Tàu ha. Thì từ Vũng Tàu ra Sài Gòn thì chắc phải 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thôi. Dạ, em đi xe công nghệ không? Dạ không, em xe xe. Không xe xe. Cho anh hỏi thêm là cái tâm lý của mình bây giờ là mình, anh được biết là mình phẫu thuật nâng ngực. Thì bây giờ mình đang chờ vào trong phẫu thuật đúng không? Dạ. Thì tâm lý của mình như thế nào vậy? Dạ, thì nó hồi hộp. Hơi hồi hộp đúng không? Thì tâm lý chung của mọi người là trước khi mà mình làm nâng ngực á, phẫu thuật á, thì nó cũng là một cuộc đại phẫu lớn. Thì tâm lý chung sẽ là lo lắng. Nhưng mà khi mà em đến đây rồi thì em gặp bác sĩ, gặp điều dưỡng, gặp nhân viên tư vấn tụi anh thì em thấy như thế nào, đỡ hơn chưa? Dạ, thì nãy giờ nói chuyện thì em thấy em hết hồi hộp rồi, đỡ rồi. Đỡ lo lắng hơn rồi đúng không? Cho anh hỏi thêm là em biết đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát là từ đâu vậy? Dạ, từ Facebook. À, từ Facebook. Dạ. Em tìm hiểu lâu chưa? Dạ, tìm hiểu từ lúc trước Tết đến giờ. Vậy tức là mình cũng có ý định là mình nung nấu, mình mong muốn làm đẹp cũng lâu rồi đúng không? Dạ. Thì cho anh hỏi thêm đi, là lý do vì sao em muốn thay đổi phần mặt của mình? Dạ, tại vì em tự ti. Em tự ti. Dạ, nó nhỏ. Tức là đúng rồi, phụ nữ mà thì khi mà mình nhỏ như vậy thì mình ra đường mình tiếp xúc khách hàng hay như thế nào đó cũng không có được tự tin cho bản thân cho mình đúng không? Dạ. Anh hỏi thêm là anh được biết là em có làm trả góp đúng không em? Dạ. Em làm trả góp như vậy thì em thấy thuộc như thế nào? Dạ, tại vì nhanh gọn. Lúc đó cũng đơn giản đúng không? Lên trên bệnh viện thì cũng có nhân viên tư vấn cho mình hết rồi. Dạ. Thì tâm lý chung của chị em phụ nữ đều là lo lắng trước khi vào nâng ngực. Thì các bạn thấy là ngoài cái chương trình làm là trả thẳng ra thì bên Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát vẫn còn cái chương trình hỗ trợ trả góp cho những chị em nào đang có cái mong muốn là làm đẹp nhưng mà vẫn chưa có đủ cái tài chính đúng không em? Thì nó cũng như là một cái cơ hội cho mình để mà mình muốn thay đổi. Dạ. Thì bây giờ mình cùng mời các bạn là chờ sau 45 phút nâng ngực xem thử là kết quả thay đổi thế nào các bạn nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với live stream của chúng tôi ngày hôm nay. Thì hiện tại thì mình đã có mặt tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát ở cơ sở 3, số 871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Thì trước khi đến với kết quả thì mình xin mời các bạn xem lại hình ảnh của khách hàng trước khi đến với dịch vụ nâng ngực các bạn nhé. Khách hàng của chúng tôi tên là Đào, khách đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, năm nay thì khách 34 tuổi, khách đã sinh được 2 bé rồi. Khách có tâm sự với chúng tôi là trước khi sinh thì ngực đã nhỏ rồi và sau khi sinh thì ngực của khách cũng nhỏ hơn rất là nhiều. Mình xem nè, đây là hiện tượng thiểu sản tuyến vú sau sinh. Sau khi sinh bé thứ hai thì ngực của khách hàng cũng có hiện tượng là nó chảy sang hai bên khá là nhiều và cái mô tuyến không còn như ban đầu nữa, rất là nhỏ và lép ha. Mình sẽ thử góc nghiêng nè, đây bầu ngực rất là nhỏ và lép luôn và có cái hiện tượng là nó bị chạy sang hai bên nách này. Thì khách hàng có chia sẻ là khách khá là tự ti để mà diện những cái bộ đồ mong muốn, hoặc là nhiều khi là mình sinh hoạt vợ chồng cũng rất là tự ti nữa, thì khách cũng khá là buồn và muốn là thay đổi bản thân của mình. Thì để không để các bạn đợi lâu nữa, để mình có một cái nhìn rõ hơn và tốt hơn, thì mình xin mời các bạn xem cái kết quả sau đây để xem thử là cái hình ảnh của khách hàng thay đổi như thế nào các bạn nhé. Thì chỉ với 45 phút nâng ngực thôi, bây giờ bầu ngực của khách hàng cũng khá là căng tròn và đầy rồi ha. Mình xem nè, cái tình trạng mà teo lép bây giờ được cải thiện rất là nhiều. Ngực rất là căng, có độ nhô nhất định, hai bên đồng đều nè, khe ngực rất là đẹp ha. Các bạn xem lại ảnh cũ của khách hàng nè. Cái ảnh cũ nhìn là ngực phẳng lì luôn, không có một tuyến ngực nào luôn. Bây giờ xem với ngực mới nhìn rất là khác, nhìn như hai người khác nhau luôn nè. Đây, ngực căng đều. Bóp vô rất là mềm mại luôn các bạn. Rất là đều. Khách hàng của chúng tôi thì cao 1m55 thôi, nặng 48kg và khách cũng có cái mong muốn là ngực vừa phải, căng tròn nhưng mà vừa phải với cơ thể. Đó là mong muốn của khách như vậy. Thì bác sĩ của chúng tôi cũng có tư vấn và đo vẽ size thì chọn dòng túi ngực cái size khoảng là 315cc ha. Đặt túi chất liệu là túi nano chip. Dòng túi nano chip thì cũng là cái dòng túi hiện đại nhất tới bây giờ rồi. Nó định hình trên khoang ngực rất là tốt nè, có cấu tạo 7 lớp vỏ rất là chắc chắn, đàn hồi rất là cao.
Và ngoài ra thì nó có bảo hành vĩnh viễn nữa, bảo hành trên toàn thế giới luôn. Đây, chịu được áp suất ở máy bay và dưới nước nữa. Thì dòng túi đó cũng là một trong những cái dòng túi mà hiện đại nhất tới bây giờ rồi. Nên là khi chị em nào mà đặt cái túi ngực đó thì cũng yên tâm về phần chất liệu ha, cũng như là yên tâm về chất lượng. Đây, mình xem thêm một lần nữa nè. Nhìn rất là khác đấy không? Toàn bộ mô tuyến ngực được cải thiện rất nhiều. Ngực lép bây giờ thì đã được cải thiện rồi, căng tròn đầy hơn, nhìn có sức sống hơn và nhìn nó trẻ hơn rồi các bạn. Đó, các chị em nào, các bạn nào mà đang có cái tình trạng ngực nhỏ nè, teo lép nè, mong muốn là cải thiện, mong muốn là có một bộ ngực đầy sức sống như vậy thì cứ để lại số điện thoại trong livestream này nhé. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong livestream tiếp theo. Bye bye.